Ủa Cốc, ai nhìn chị cũng chảy nước hết trơn mà sao chị tên Cốc xấu vậy? Trời, nhắc tới giờ còn tức nè. Cái lúc mà má Thiên Hạ đặt tên đó, má Thiên Hạ hỏi chị vừa thích tên gì đó, tự nhiên lúc đó con Cốc nhảy tới. Mình gái mới lớn mà thấy con Cốc sợ chứ, la lên liền Cốc Cốc Cốc. Lúc đó má Thiên Hạ tưởng là chị thích tên Cốc quá, thấy khích quá mà chốt sổ tên Cốc luôn. Ủa vậy còn anh Ổi, sao tên Ổi với anh? Từ đó nè, nhìn bà Cốc nè, ngon quá nhìn thèm. Cua bả mà bả chảnh mày, tao con trai mới lớn tao cua con gái không được, tức cái gì? Tao thuê con Cốc nhảy cho mình bả đó. Người sao nữa? Lúc này là dài lắm nha, tập trung mới hiểu ạ. Cái lúc mà má Thiên Hạ đặt tên cho bả xong đó, còn mấy đứa tới tao. Má Thiên Hạ vừa hỏi thích tên gì đó, tự nhiên cái thằng Cốc lật kèo, nó thèo lẻo với bả. Bả nghe bả chửi tao bị ổi mày. Ủa, vậy phải tên bị ổi chứ sao tên ổi? Thì má Thiên Hạ này nè làm việc đâu có tập trung đâu, đang làm việc mà nghe điện thoại. Bả nghe điện thoại bả vừa tắt điện thoại lần nhỏ kia chửi tới chửi ổi rồi. Chốt sổ tên ổi luôn. Hu 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 hu. Này, con gái con làn da trắng kia, con tên là gì sao lại nằm ở đây khóc? Dạ con chưa có tên. Nhưng mà bồ con nó chê con trắng mà không có sắc. Nó chê con xấu nó bỏ con rồi. Để tao coi, trắng mà không sắc. Được rồi, tao sẽ gọi con là trăng nha. Vậy còn chuyện xấu đẹp là sao à? Xấu đẹp gì, nó chơi xong nó muốn bỏ là nó bỏ rồi con. Sớm hay muộn thôi. Ủa con gái kia con có tên chưa? Muốn tên gì? Dạ xinh đẹp mà lại sâu sắc như con thì... Sâu sắc xấu. Rồi, tên xấu luôn. Tên xấu luôn, khỏi nói nữa con. Tên xấu là đúng rồi đó. Cái người vừa xấu mà tên cũng xấu luôn là đúng rồi. Ê kia, như mày cũng chưa có tên đúng không? Mày mới chê người ta đúng không? Rồi mày chê luôn rồi con. Cá chê tên mày đó. Dừa lắm. Ủa bé Dừa, anh thắc mắc cái này quá à. Sao mày em tên là Dừa vậy bé Dừa? Ây, chuyện kể cũng dài lắm anh. Tao nói em đẹp quá mà, bởi vì người ta theo đuổi cũng nhiều. Nhưng mà em chảnh, em đâu có thèm quen đâu. Xong cái bây giờ em quả quá em cua lại, cái người ta không chịu. Dừa đó. Vậy là anh hiểu gì sao em tên Dừa đó. Ủa mà em cũng thắc mắc sao anh tên là Sầu Riêng vậy? Nghe buồn quá à. Chuyện anh kể thì cũng dài như em vậy đó. Ta nói anh thì thơm tho như vậy nè, mà có một số đứa nó nói anh thúi. Bởi vì anh buồn, anh ôm một mối sầu riêng. Em thấy em với anh có điểm giống nhau quá. Hay là anh cho em góp Dừa ôm sầu chung được không? Ủa chị Cam, sao chị tên là Cam vậy chị Cam? Chuyện buồn lắm em. Ta nói ngày xưa chị quen bồ á, thằng bồ chị nó hiền, cái nó hiền như cục bột vậy đó. Vừa cưới về mọc nanh liền. Ta nói rượu chè gái gú tứ lộ tường cái nào nó có hết. Thì cũng cam chịu thôi, mình chọn mà. Tới bữa đó nó nhậu về nó kiếm chuyện để chửi chị. Không cam lòng theo số phận nữa, tao quánh nó khâu 7-7-4-9 mũi luôn. Lúc đó má Thiên Hạ mời lên bắt ký cam kết không được quánh chồng nữa. Ủa tới cái khúc buồn chưa chị, mà cũng chưa hiểu sao tên Cam nữa. Thì đó, má Thiên Hạ thấy cuộc đời chị gắn liền với chữ cam đó, cam chịu, cam lòng nè, cam kết nè, bà đặt chị tên Cam luôn. Thôi hỏi con Mặn ghè, sao nó tên Mặn ghè, người ta hỏi quá trời bữa giờ. Thì đó, chồng của dì Cam đó lúc trước là chồng của má tao đó. Má tao lúc trước bà tên Mai, mà bà bị cận, người ta kêu là trong xóm kêu là Mai cận không à. Cái lúc vừa đẻ ra cái ông này ông bỏ đi theo bà này nè, bà này bị ông vũ đó. Cái đi lên má Thiên Hạ nè làm giấy khai sinh đó. Bình thường á trong xóm người ta lường đặt tên con là kiểu như là một nửa của cha nửa của mẹ vậy đó. Còn cha tao không đi theo bà này rồi, bởi vì bà má tao Mai cận, bà đặt tao là Mặn luôn. Kiểu như chữ mờ với chữ ẩn đó, Mai cận là thành Mặn luôn. Để coi hôm nay tao sẽ tên trai trước nha. Con đi. Sao mà không thấy đường mà còn u đầu mẻ chán tùm lum nha. Nhìn tội nghiệp quá vậy. Con đã tặng đôi mắt của mình cho người con gái mà con thương nhất. Còn vết thương này là do kẻ đã cướp cô ấy gây nên cho con. Phụ nữ điều gì cũng có thể sai, nhưng mà cô gái đó lại sai ngay điều duy nhất không thể sai, là đánh mất đi con, một người mà có thể toàn tâm toàn ý vì cô ấy. Thôi âu cũng là số, đừng có buồn. Để coi đen mù mà còn u, ta đặt con mù u nha. Ôi cái thằng này con nít mà nó ham chơi đồ cổ, giả gái thì chịu đi chứ biết sao giờ. Ngươi đó thích bình luận tám chuyện của người ta quá ha. Có tên chưa? À để coi, bình luận tám chuyện. Ta đặt mi bình tám nha. Nghe sướng sượng ta. Hôm qua con đi học cô dạy số 8 là bác á, mình đặt bình 8 là bình bác thì nghe nó trơn tru liền. Ấy, hay đúng rồi, chốt sổ bình bác đó. Dạ, vậy giờ tới con, má đặt cho con cái tên nào mà con muốn làm idol TikTok á. Nhắc idol TikTok, hôm qua tao mới coi clip này. Coi. Vậy chốt sổ tên đó cho con đi. Chắc đang hot á.